Hai mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta có đơn hàng của Shopee mọi người. Đó là trà sữa mọi người, trà sữa Trân Châu. Trà sữa Trân Châu Tiroma mọi người. Với của The Coffee House mọi người. Trà sữa Trân Châu mọi người. Hai gói trà sữa. Này có đồ gốc khi hao mọi người. Đục 24 tháng 9 mọi người. 24 tháng 9. 9 giờ 42 mọi người. 49942 mọi người. Giá nó là 90.000 mọi người. 90398 mọi người. Này hai gói mọi người. Tiền ship luôn mọi người. Như có free ship mà giảm còn 13.000 mọi người. Như đơn 100.000 là như nó reset không đồng hay gì mọi người. Để cái nào mua tầm tới 100.000 đó là thấy như reset không đồng. 13.000 như tiền ship 35.000 thôi. Hai cái loại này uống được, uống ngon mà thấy ngon, có Trân Châu nhai giòn 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 sực sực bu bờ lai mô tây xino hai gói chạy sợ để bóc tay luôn. Ngày mua hai hộp mọi người, thấy không được mua hai hộp. Từ ngày cái nào mua hai lạng thấy uống được xài được ngon rồi. Như mở đáo thành công rồi. Còn uống lần một một đi không trở lại. Thì tính ra là khoảng 10.000 ly, tính bình quân là 10.000 ly. Này có 1, 2, 3, 4, 5 cái 5 gói Trân Châu mọi người. 5 gói Trân Châu, 5 gói trà sữa mọi người. Loại Trân Châu này nó ăn nó dành dòn mọi người, chứ không phải là loại Trân Châu mà nó dai dai giống như người ta bán mọi người. Trân Châu cây dai thì nhai nó không ấy mà. Tôi thích loại này ha. Ăn nó giòn giòn, nó vừa miệng luôn rồi. Chứ là cái vị ngọt của nó mọi người cũng ngọt vừa đủ mọi người. Chứ không có ngọt quá mà ấy. Ăn uống nó vừa mọi người. Ăn nó vừa, trà sữa mọi người đây. Uống nó thơm mọi người. Cái mùi trà nó mọi người. Nó thơm mùi trà. Tôi cảm thấy uống nó ngon, nó cái mùi trà nó nhiều hơn. Chứ không phải là do cái gì sữa, nhiều khi có người uống cảm thấy nhiều khi sữa quá nhiều luôn rồi, uống thấy mùi sữa không á. Hoặc là mùi trà quá nhiều luôn rồi. Mà cái này thì giống như tỷ lệ 64, mùi trà nó nhỉnh hơn xíu, nó thơm thơm trà. Mùi trà sữa luôn rồi, cái gì trà cũng là ấy luôn rồi. Trà đi chứ. Này một bên 5 gói mọi người là 10.000. Cân ly 10.000 mọi người. Hộp này tính ra là nó giá bán thì nó khoảng 40.000 mọi người. Tính ra thì cứ 50 mọi người. Hai cái ly 10.000 vậy mọi người. Này mua đợt 2 mọi người. Video unbox tôi tới đây là hết mọi người. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.